Đồ xui xẻo, hai mẹ con chúng mày chết đi. Cút, cút khỏi nhà tao. Bác sĩ ơi, bệnh tình mẹ cháu thế nào rồi ạ? Bác sĩ cứu mẹ cháu với. Cháu cứ bình tĩnh, để cô khám cho mẹ. Ôi trời ơi, mau. Bác sĩ ơi, mẹ cháu sao rồi? Từ từ để cô xem. Bác sĩ, sao thế bác sĩ? Sao cô không cứu mẹ cháu ạ? Cháu hãy dành thời gian bên mẹ cháu nhiều hơn. Cô cũng không còn cách nào khác. Không, cháu xin cô đừng đi. Cô cứu mẹ cháu với. Mẹ ơi, mẹ thấy trong người thế nào rồi ạ? Hiền ơi, mẹ dặn này, sau này con một mình, con nhớ phải sống thật tốt. Không, con muốn sống với mẹ cơ. Mẹ con phải cố gắng. Đâu? Con vịt trời ăn hại đâu? Ra đây. Bố, anh làm gì con bé vậy? Bố thả con ra. Mày đưa tiền cho tao đi mua rượu, nhanh lên. Bố chỉ biết rượu thôi, bố không quan tâm gì đến mẹ con hết. Đã ăn hại còn dám to mồm à? Một con đàn bà bệnh tật tiêu tốn của tao bao nhiêu tiền, một đứa con gái thì xui xẻo. Từ lúc đẻ mày ra, công việc của tao bết bát, bây giờ công ty sắp phá sản rồi. Tất cả là tại chúng mày. Chúng mày chết đi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ sao thế này? Mẹ ơi, mẹ ơi. Tạm biệt con gái, mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được con. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con? Ơi, con voi còi bé bỏng của em đẹp trai quá. Mua, mua. Thiên thần hộ mệnh, chân ái của đời anh. Cái tai hư, cái tai hư này. Đi vào trong ngồi ghế đi em. Con bé này là ai? Sao lại ở đây, Honey? Bố, mẹ con mất chưa được một tuần, bố đã mang gái về nhà thế à? Cái gì? Mày gọi chị mày là gái á? Anh ơi, con anh nó kinh em. Bố làm gì vậy? Trả cho con. Mẹ mày nó chết rồi, đừng nhắc đến cái đồ xui xẻo đấy nữa. Thôi, đừng dỗi nữa. Thế em muốn gì? Em đói, em thèm ăn xúc xích. Con kia, đi kiếm đồ ăn lên đây cho tao. Nhanh lên. Vâng, con đi ngay đi ạ. À. Đó, vừa lòng em chưa? Nhà còn mỗi cái bánh mì, mà mình thì cũng đói. Cô này. Ôi trời ơi, bánh mì thiêu mà mày cũng cho tao ăn à? Mày định đầu độc tao đấy phải không hả? Anh xem con gái anh kìa. Tao bảo mày đi mua đồ ăn cơ mà. Mày đưa cái bánh mì cho chó nó còn không ăn mà đưa cho cô ấy. Mày dằn mặt tao đấy phải không? Em làm sao vậy? Lại bị làm sao à? Ngứa, em ngứa quá. Chắc là do bị ngộ độc bánh mì rồi. Ngứa à? Con kia, bê ngay chậu nước nóng cho cô ngâm chân. Nhanh. Nhanh cái chân lên. Vâng, vâng, con biết rồi ạ. Ngâm nước nóng cho đỡ ngứa em nhé. Vâng ạ. Anh ơi, nó định luộc chân em ạ. Mày chết đi. Nóng quá, nóng quá. Mày cút đi. Tao không chấp cái loại xui xẻo như mày nữa. Cút. Vâng, vâng, con đi. Mọi người ơi, mọi người ơi. Chú ơi, con xin chú. Con ơi, con rủ lòng thương con. Anh ơi, anh làm ơn làm phước.
Chú ơi, con xin chú. Con ơi, con cắn rơm cắn cỏ lại cô. Lạnh, lạnh quá. Giá như có mẹ ở đây với mình. Mẹ ơi, con đến với mẹ đây. Đang ở đâu đây? Đây có phải là thiên đường không? Trời ơi, Hiền, có phải con không? Hiền ơi, mẹ đây. Ôi, mẹ, mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Khổ thân con gái tôi, đã vất vả nhiều rồi. Sao con lại ra nông nỗi như thế này? Mẹ ơi, từ ngày mẹ mất, bố đưa dì ghẻ về ức hiếp đuổi con ra đường. Trời ạ, đúng là lũ độc ác. Con yên tâm, từ giờ có mẹ ở đây rồi, sẽ không còn ai dám bắt nạt con nữa đâu. Mẹ sẽ tặng cho con một bộ váy mới nhé. Wow, váy công chúa, con thích lắm mẹ ạ. Bây giờ mẹ con mình đi đòi lại công bằng cho con nhé. Mẹ ơi, là bố với dì kia kìa. Anh chịu em nhất luôn. Đỡ mà. Để mẹ trừng trị chúng. Cái gì thế này? Trời ơi, sao em lại biến thành gớm ghiếc thế này? Tất cả là tại anh. Tại cô. Đáng đời quân gian ác. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Thu Hiền TV. Mình là Thu Hiền. Mình là Linh Trang. Còn đây là Linh Kino nha. Các bạn ơi, nếu mà thấy hay, hãy nhớ